Sanh, thấp sanh hay hóa sanh dục giới ngay cái xa cái sát nghiệp tục sinh là có bao nhiêu đoạn? Cái này học rồi, có bốn loại sanh đúng không? Có bốn loại sanh, một là thai sanh, nõn sanh đúng không? Rồi thấp sanh hóa sanh đúng không? Thì nõn sanh và thai sanh được gọi chung là phúc sanh đúng không? Phúc ba sì giá cá tức là chúng sanh sanh ra từ bụng. Rồi cái thấp sanh và quá sanh, trong cái thấp sanh và quá sanh đó, ngay cái sát na được tâm dục sinh có bao nhiêu đoạn? Nhiều nhất là bao nhiêu đoạn? Cái này có học rồi. Ngay sát na tục sinh có bao nhiêu đoạn? Mấy cái gì đấy, mấy cái điểm lắc nhắc vậy rất là quan trọng á. Phải nhớ. Không nhớ, không nhớ giờ bỏ lại chơi, không nhớ. Học với hành. Học chưa hành. Cái nhóm mà thấp sanh quá sanh ngay cái điểm sát na sinh ở đây tâm dục sinh nè, ngay sát na sanh, điểm sát na sanh thì ngay sát na sanh này, ví dụ nhóm thấp sanh đi, đây là chư thiên quá sanh đi cũng vậy, chư thiên quá sanh là đầy đủ mọi sát nghiệp nhất. Còn chúng sanh ở ngạ quỷ hay là ở cõi địa ngục có nơi kia nó thiếu. Thì cái sát na, điểm sát na sanh của tâm dục sinh này á là nó có 7 đoạn. Bảy đoạn đó là gì? 5 đoạn thần kinh, đoạn ý vật và đoạn ánh. Nó 7 đoạn. Nó còn thiếu cái bọn mạng quyền thôi, ngay sát na tâm tục sinh nó không có mạng quyền, nó có 7 đoạn. Thì bây giờ ngay đó thì tới sát na trụ đây nè, thì mạng quyền đoạn mạng quyền sinh lên. Đoạn mạng quyền sinh lên. Đây là diễn tiến của cái sát nghiệp, nó là như vậy. Ở đây là nói về cái diễn tiến của sát nghiệp. Thì khi mà cái đoạn quyền, cái đoạn mạng quyền này sinh lên thì qua sát na diệt này, thì cái sát na diệt này, cái sắc sinh lên được gọi là sắc gì?
ngay cả sắc nghiệp phục sinh này nè và cái sắc mạng nguyện nó sinh lên nè, thì hai cái loại sắc này được gọi là sắc gì? Này học rồi, nó là sắc nghiệp, nhưng mà cái tên gọi của nó là gì? Nó là sắc tích lũy. Tích là sắc tích lũy là sao? Là sắc sanh lên lần đầu tiên và lần cuối cùng thì nó hoàn thiện cái loại sắc đó. Nó có được tất cả các loại sắc đó. Thì trong cái từ cái lúc mà mới sanh lên cho đến khi cái sắc nam cuối cùng để mà hoàn thiện đó, thì được gọi là sắc tích trữ hay là sắc tích lũy, tức là của bác trà giá đó. Rồi như vậy thì sau đó trở đi được gọi là sắc gì? Thừa kế. Sắc thừa kế. Như vậy thì từ cái điểm sắc na sanh của tâm tục sinh cho đến sắc na trụ của tâm tục sinh đối với thấp sanh và hóa sanh, thì sắc này được gọi là sắc gì? Sắc gì? Sắc tích lũy. Sau cái sắc na diệt này thì sắc này được gọi là sắc gì? Thừa kế. Sắc thừa kế. Nếu là sắc tích lũy hay tích trữ là khi nó sanh lên lần đầu tiên và nó sanh lên lần cuối cùng thì cái sắc đó được hoàn thiện, thì khi mà sắc nữa hoàn thiện thì gọi là sắc tích trữ, nhưng mà sau đó thì được gọi là sắc thừa kế. Chúng ta nhớ vậy thôi, không có gì đâu mà khó khăn đâu. Đó là chúng ta bàn về cái sắc nghiệp, diễn tiến của sắc nghiệp nó là như vậy. Diễn tiến sắc nghiệp nó sắc mấy này số ba nhỏ là sắc nghiệp diễn tiến. Đây sắc nghiệp diễn tiến sắc nghiệp đối với chúng sanh như thế này. Đối với chúng sanh một thấp sanh hay hóa sanh vào sát na trụ của tâm tục sinh khi đó đoàn mãn quyền. Đoàn mãn quyền này mấy sắc? Đoàn mãn quyền mấy sắc? Đoàn mãn quyền chính pháp, chính pháp sanh lên. Đoàn mãn quyền chính pháp sanh lên mãn quyền là tám sắc tương ly. Cái đơn vị cơ bản này không thể quên nữa, nhắc đi các bạn nhiều lần. Tám sắc lê cộng cho sắc mạng nguyện là chính pháp sanh lên. Chấm 7. Khi ấy chúng sanh đó có được, khi ấy chúng sanh đó có được sắc nghiệp hoàn chỉnh. Và từ sát na diệt trở đi, và từ tiểu sát na diệt của tâm tục sinh trở đi, những sắc sanh lên, những sắc nghiệp sanh lên nhé, những sắc nghiệp sanh lên được gọi là sắc thừa kế. Chấm số hè. Đối với chúng sanh thuộc về phúc sanh
gốc phá xe giá cả mới với những chúng sanh một ngày cũng sanh. Sắc mạng nguyện sinh lên, từ 1 đến 7 ngày, sắc mạng nguyện sinh lên vào thời điểm, từ 1 đến 7 ngày, kể từ khi tâm phục sinh, chưa khởi. Chấm phẩy. Kể từ khi tâm phục sinh, chuyển khởi. Không phải. Là trong vòng tuần lễ đầu tiên. Trong vòng tuần lễ đầu tiên. Đây là nói về cái hạn mà sanh trong thai bào đó, cũng sanh đó. Cái tiểu số nào sanh? Trụ diệt. Ngay sát na sanh này, tiểu số na sanh này có mấy đoạn? Mấy đoạn? Đoạn gì? Gì? Ba đoạn sắc là đoạn gì? Sắc thời tiết. Sắc thời tiết là trong đó? Ngay điểm sắc na xanh thì có ba đoạn đó là gì? Đoạn thân. Đoàn thân, đoàn tánh, đoàn ý vật. Mỗi đoàn có mấy pháp? 10. Như vậy ngay đó, ngay cái sát na tiểu, sát na sanh của tâm thực sinh nó có 30 pháp sanh lên. Và trong cái câu văn nói rằng từ đó ở đây cho đến là từ 1-7 ngày. Không biết trong thời gian này, không biết lúc nào, có thể là 2 ngày, có thể là 1 ngày, có thể là 1 ngày rưỡi, có thể là 6 ngày, có thể 7 ngày, cái trong thời gian đó đó diễn tiến không biết bao nhiêu, tùy theo cái phước của chúng sanh này nó mạnh yếu. Thì sau 7 ngày đó cái bọn mạng nguyện sanh lên, Như vậy bây giờ chúng ta khảo sát về cái sắc nghiệp có trước đi, thì cái sắc này nó có là 30 pháp đúng không? Đây cái sắc nghiệp sinh có 30 pháp đúng không? Sắc nghiệp sinh có 30 pháp đúng không? Bây giờ cho đến khi mà cái sắc nội nguyện này sinh lên, đến khi mà sắc nội nguyện sinh lên thì cái đoàn sắc nghiệp này được bao nhiêu rồi? Được bao nhiêu đoàn rồi? Khi mà sắc mạng nguyện nó sanh lên đó, thì cái đoàn sắc nghiệp đó, cái niệm sanh lên đầu tiên đó, ba đoàn đó, nó được bao nhiêu đoàn rồi? 51 Nó được bao nhiêu đoàn? 153 đoàn. Mấy?
153 đoàn, nó được 153 đoàn, tức là mỗi đoàn nó được 51 điểm sát na đúng không? Phải không? Nó được khi nào? Là lúc mà bình số là lúc nào? Giúp dòng, năm phần giúp dòng, 567. Giúp dòng ở cái sát na nào? Ở sát na của tâm quý mô. Quý mô được, nó bình số ở sát na diệt, điểm sát na diệt của tâm hướng dòng. Mình cứ nhớ là cái một cái nhớ là cái lọ đây là lọ tục sinh là đúng không? Tâm tục sinh đây đúng không? Nó diễn biến ở đây là giữa đây là 14 một phần đúng không? Là phải cộng cho cái này nó phải là 15 không? Rồi tiếp theo nữa là rúng động đúng không? Rồi tiếp theo nữa là nhức dòng đúng không? Nó phải là đây là 15 rồi đúng không? Nên đây là 16 đúng không? Phải không? Đây là 17 nó chữ là sinh trụ diệt đúng không? Thì nó sẽ bình số ở sắc na diệt này của tâm dứt dòng đúng chưa? Thì nó tới đây nó là 153 rồi đúng không? Qua cái sắc na tai đúng không? Nghe sắc na, nghe thì sắc na sinh của tai đúng không? Thì nó số này nó tăng lên không? Nó vẫn nó có ba đòn bị diệt, đi một đòn diệt đi và một đòn sinh lên. Như vậy đó bình số là 51 nhân 3 nó là 153 đúng không? Vậy cái số này được gọi là bình số đúng không? Bình số. Đấy nha. Được chưa? Thì khi mà cái bọn mạng nguyện sinh lên thì nhóm sắc đẹp đầu tiên nó được là bao nhiêu đòn? Giờ chúng ta lấy một cái tâm bất kỳ, một tâm phụ phần bất kỳ, tức là tâm phụ phần này nó sanh lên trong khoảng từ một ngày đến 7 ngày, tức là trong tuần lễ đầu tiên đó. Chúng ta ở trong tuần lễ đầu tiên này, cái bộ mạng nguyện nó sanh lên là không có, nó không biết lúc nào sanh lên đúng không? Nó sanh bất ngờ lên đúng không? Thì cái sanh ra bất ngờ chúng ta có thể tự tạm lấy là một cái tâm hữu bần. Tâm hữu bần nó sanh lên trong thời gian đó. Tâm hữu bần này nó cũng có ba điểm sanh ra là sanh, trụ, diệt đúng không? Thấy chưa? Cái đúng không? Tức là mình lấy một cái tâm bất kỳ, mình ngay cái tâm đó thì bọn mạng nguyện nó sanh lên. Thì khi mà bọn mạng nguyện sinh lên á, ngay cái sắc na sanh này á, là nó có được bao nhiêu đoàn sắc nghiệp rồi? Ngay sắc na sanh này nó có được, ngay sắc na sanh này là trước đó nó đã có bao nhiêu đoàn sắc nghiệp rồi? Nhưng không biết nó có bao nhiêu đoàn nữa. 153 đúng không? Tại nó bình số từ trước tới rồi, tới đây nó vẫn là bình số 153 rồi. Câu hỏi đơn giản vậy mà giờ cái ngẫm nghĩ ở đâu mà sai xôi vậy? Sao sai? Nó ở tại đây chứ không ở Mỹ đâu mà vậy, thì quanh Mỹ rồi ngồi suy nghĩ. Trước đây nó đã bằng bình số 153 rồi đúng không? Lý tục sau này nó cứ là 153 luôn ta. Để tới khi mà nó có cái khủng hoảng này thì nó trước đó nó cũng có là 153 đoàn đúng không? Được chưa? Nhưng tới đây bọn sắc mạng nguyện sanh lên. Như vậy thì nó cộng thêm một đoàn nữa đúng không? Nhưng mà con cái này là nó sẽ giống 153 đoàn người diệt sanh gì? Không, cái này thằng này là cộng một mới. Đúng rồi, nó mới sanh lên. Cái này là một đoàn, này là đoàn sắc mãn quyền chứ không phải
153 tròn, 153 nồi này nó là đoàn thân. Đoàn thân, đoàn thân. Đoàn tánh. Đoàn ý Phật. À, đoàn ý Phật. Này, cái này nó gom vô đây đúng không? Đúng rồi. Đúng chưa? Nhưng mà bây giờ nó sanh thêm một đoàn nữa. Thì ngay cái chỗ này nó là 150. Trăm trăm năm ba là cái cũ, bây giờ cái mới sanh lên một. Và cái một này nó cũng giống như cái cũ, cứ một sắc na tiểu là có một đò sanh lên, một sắc na tiểu có đò sanh lên. Như vậy tính sắc nghiệm này thì qua tới đây, qua sắc na thụ này nó là nhiêu lại? Một năm mình tính đây nó là cái sắc na thứ nhất. Rồi, mới chuyển đi chuyển biến đến sát na thứ 17. Tức là hữu phần thứ nhất, hữu phần thứ hai, thứ ba, thứ năm, sáu, tới hữu phần thứ 17. Đúng không? Thì tới đây nó cũng có là sanh đúng không? Hữu phần độ diệt đúng không? Thì như vậy đó, cái số này mình số là mình không có để ý nó nữa, tại vì tới sắc na tiểu nào nó cũng chỉ là một con số đó thôi. Chỉ trừ khi tới cái ngũ song tức nó sanh lên thì nó sẽ không có nữa, nó sẽ mất tiền, nó sẽ không sanh lên. Nó cái ngũ song tức quên, nên cái đơn mình nói về sắc tâm thôi. Còn cái này nó nói sắc nghiệp thì nó vẫn cứ sinh lên một đường, không có gì hết. Cho nên cũng không có lưu ý tới. Thì tới ở đây thì nó được lấy từ cái cũ là 153 đoàn đúng không? Đúng không? Nhưng mà cái đoàn sắc nghiệp nó tới đây nó là bao nhiêu đoàn rồi? Sắc mạng nghiệp tới đây được bao nhiêu đoàn rồi? Ở đây nó được bao nhiêu đoàn? À, tới đây nó cộng thêm 49 đoạn đúng không? Tới đây là số cũ nó cũng 53 đúng không? Nhưng mà nó cộng thêm một đoạn nữa là 50 đúng không? À, tới đây cái số cũ của nó là cũng là 153, tức là cái số bình số là đúng không? Nè, nhưng mà cái đoạn nó quyền ấy, tới đây nó phải là 17 sắc na không? 17 sắc na không? Ừ, sáng nào cũng phần thứ nhất chứ, thứ 17, phải 17 sáng nay không? 17 sáng nay vậy thì mỗi sáng nay nó có, cứ mỗi sáng nay tiểu có một đòn sanh lên. Nhưng trong thời gian này không có đòn nào diệt hết. Bởi vì cái đòn đầu tiên nó vẫn mới có 1-2 tuổi thôi, nó chưa có đủ như vậy. Còn tới đây nè, cái đòn đầu tiên nó sanh lên á, nó mới được 51 đúng không? Tới đây nó mới là 51 đòn đúng không? Thì lúc cái đòn đầu tiên, đòn sắc mạng nguyên đầu tiên sanh lên, tới đây nó mới đòn đủ 51 tuổi đúng không? Dạ. Như vậy thì tới ở chỗ này, cái tổng số nó là bao nhiêu rồi? 204 đúng không? Rồi bây giờ chúng ta có thể tiếp một tiên khảo sát tới cái sắc mà thứ 18. Thứ cũng là sinh trụ thì cái số cũ nó ở sáu na sinh này số cũ vẫn là 153 đúng không? Đúng không? Nhưng mà giờ cái số mới này tới đây đó thì cái anh chàng đầu tiên là số 1 này nè, anh chàng đầu tiên số 1 này nè là đủ 51 rồi đúng không? Thì ảnh sẽ phải diệt, nè diệt. Nhưng mà tới cái sáu na này nè nó lại có một cái đầu mới sinh lên. Và một đồng cũ diệt đi, một đồng mới sanh lên, một đồng cũ diệt đi, nó cũng là bình số là 51 đúng không? Như vậy tới đây nó được là bao nhiêu? Là cổ 204. Tới đây là cộng 51 nữa là nó cũng là 201. Như vậy số 204 này được gọi là bình số của 4 đồng. Có hiểu cái này chưa?
hiệu diễn tiến đó thì hiểu chưa? Nó tương tự như sắc đẹp trùng sinh thôi. Lên mặt lên thì cái đoàn mãn nguyện này nó sanh lên ở trong vòng từ 1 đến 7 ngày cái tuần lễ đầu tiên. Nó có thể sanh lên vào ngày thứ nhất. Nó có thể sanh lên trong ngày thứ nhất, nó sanh lên cái ngày nhà bất kỳ giờ lúc nào. Nó có thể sanh lên vào ngày thứ 7 bất kỳ. Nhưng mà chúng ta chỉ chọn lấy một cái thời điểm nào nó sanh lên thôi. Ở trong khoảng thời gian đó là chúng ta lấy chúng ta khảo sát. Hiểu chỗ này không? Để cho nó mắc thôi. Chứ nó sanh lên là bất ngờ, không có biết gì nào sanh lên hết á. Chính vì chỗ đó cho nên cái đôi khi mà chúng ta bệnh bất ngờ cũng từ cái chỗ này mà ra. Và như vậy thì cái số bình số á, cái số 204 đó nó là sắc tích lũy hay là sắc thừa kế? Mà tại sao tích lũy? Nó là tích lũy hay thừa kế? Nha, nó là tích lũy hay thừa kế? Tại sao tích lũy? Tức là nó chưa có tròn đủ sắc nghiệp, nó mới có 4 bộ sắc nghiệp thôi. Nó chỉ có mới 4 bộ sắc nghiệp thôi, mà một chúng sanh bình thường phải nhiêu? 8 đoàn sắc nghiệp, và nó chỉ có đúng 4 đoàn thôi. Thì nó vẫn là sắc tích lũy, chứ chưa phải là sắc thừa kế. Khi nào nó tròn đủ 8 đoàn sắc nghiệp thì lúc đó mới là sắc thừa kế. Còn bây giờ nó vẫn còn đang là sắc tích lũy. Nắm được chưa? Chúng ta ghi đi. Khi ba đoàn sắc nghiệp tục sinh, là đoàn thân, đoàn ý và đoàn tánh, mỗi đoàn có 51 đoàn. Mỗi đoàn có 51 đoàn gọi là bình số. Đúng vậy. Như vậy bình số của ba đoàn sắc nghiệp tục sinh, như vậy bình số của ba đoàn sắc nghiệp tục sinh là 153. Chấm phèn trong 51 đoàn sắc, trong 51 đoàn sắc của mỗi loại, phải có một đoàn đang sinh, phải một đoàn đang diệt. Và 49 đoàn và 49 đoàn đang trụ. Chấm này. Giả sử trong thời gian từ 1 đến 7 ngày đoàn mãn quyền chính sắc sinh lên,
vào tiểu sát na, sanh cỏ tâm của Phật. Thứ nhất, trước khi tâm tổng lực, đúng không ạ? Cháu Anh Chúc Tá biết cái chữ này không? Cháu Anh Chúc Tá tâm tổng lực. Xin lên. Đúng không ạ? Đây là giả sử diễn tiến như vậy, giả sử diễn tiến như vậy để dễ ghi nhớ. Phải chứ không khẳng định là như vậy. Tấm thứ hai, như vậy vào tâm của phần thứ nhất ở tiểu sắc na sanh, có 153 cộng cho 1 bằng 154. Có 153 là cái số đồng cũ đúng không? Cộng cho một đồng đồng mới để sẽ lên. Rồi tổng cộng nó là 154 đồ. Chấm phẩy. Tương tự như sắc nghiệp tục sanh. Tương tự như sắc nghiệp tục sanh. Vào mỗi tiểu sắc na, có một đoàn sắc năng nguyện sanh lên. Vào mỗi tiểu sắc na, có một đoàn sắc năng nguyện sanh lên. Chẳng phải như vậy vào sát na trụ của tâm của phần thứ nhất, vào tiểu sát na trụ của tâm của phần thứ nhất đó là 153 cộng cho 1 cộng cho 1 đúng không? Chưa là làm chết nè, nó là bằng 155. Vào sát na diệt, vào tiểu sát na diệt có tâm của phần thứ nhất, vào tiểu sát na diệt có tâm của phần thứ nhất có 153 cộng 1 cộng 1 cộng 1 nó bằng là 156. Chấm. Cho đến khi tâm hữu phần thứ 17 sanh lên. Cho đến khi tâm hữu phần thứ 17 sanh lên. Đây. Cổ tỷ đó nè sanh. Vào tiểu sắc na sanh. Vậy đi, vào tiểu sắc na sanh có tâm hữu phần thứ 17.
này. Giờ tỷ số ma sinh là mọi người chúng ta sẽ ra tính được bao nhiêu, là 153 đúng không? Cộng bao nhiêu? 153. Ở đây cộng là 4 ơi. 49, cái mới sinh lên được 49 rồi đúng không? Từ đây trở trước là 10, từ đây trở về trước là 16 đúng không? Tới đây là 17, từ đây trở về trước là 16 đúng không? Mà mỗi nghe cái tâm vậy nó có 3 điểm sắc na đúng không? Như vậy trước tới đây nó đã là 48 rồi đúng không? Từ đây trở về trước, từ đây nè. Từ đây mình trở tới đây nè. Nó đã là 48. Cái chủ này nó đã là 48 rồi đúng không? Qua đây cái điểm sắc na sinh này nữa, nó sinh là một đòn nữa đúng không? Vậy nó là 49 đúng không? Như vậy tổng cộng đây nó là bao nhiêu? 202. Phải không? Tới đây nắm được tới đây chưa? Nắm được tới đây chưa? Rồi. 7 đến tiểu sắc na tụ thì nó có được là 202 đòn. 202 đòn. Đúng không ạ? 153 đòn cộng cho 49 đòn. Tỷ số mà 202 nằm ở đâu ra? Nó là 153 đòn cũ đúng không? Cộng cho 49 đòn mới thôi đúng không? Thì nó ra là 202. Rồi. 7. Đến tiểu sắc na tụ của tâm hữu phần thứ 17 thì có. Đến tiểu sắc na tụ của tâm hữu phần thứ 17 thì có. À, chúng ta vẫn cứ lấy 153 cái đường đoạn bình số này. Bây giờ tới đây thì cái đoạn mãn quyền nó được bao nhiêu đoạn? Tới đây đoạn được bao nhiêu đoạn? Được 50 đúng không? Bằng nhiêu? Bằng 203. Rồi tiếp theo tới cái tiểu sắc na diệt của tâm hữu phần thứ 17 có là cũng vậy thôi, 153 cộng cho 51 bằng là 204. Ngày 104 là 4 đoạn ấy, mỗi đoạn cho nên nhân 51 đoạn ấy. Đến sắc na hữu nghi chấm 7, đến sắc na tâm hữu phần thứ 17. Xin lỗi, đến sắc na tâm hữu phần thứ 18. Vào tiểu sắc na xanh đến tới tâm hữu phần thứ 18. Vào tiểu sắc na xanh đoàn mãn quyền có một bọn diệt mất. Nó đây phải có bọn đầu diệt mất chưa? Đồng thời có một đoàn sinh lên. Như vậy số 204 này được gọi là bình số. Rồi, chấm số hàng.
Ngạch đầu hàng về sắc thời tiết do sắc nghiệp. Xin lỗi. Về sắc thời tiết do sắc nghiệp mã nguyên. Làm gì? Sắc thời tiết nè, sắc thời tiết chúng ta nhớ là sắc thời tiết nè, nó có loại. Giờ trước mắt chúng ta đang khảo sát về là sắc nghiệp thôi, cho nên cái sắc thời tiết này sanh lên do sắc nghiệp làm duyên. Cái bản này, cái bản này tuần trước nhớ không? À, sau khi sắc nghiệp xong thì trong cái đồ bút ly này nè, trong cái đồ bút ly nè, đồ bút ly của sắc nghiệp nào cũng được, ví dụ như đồ thân đi. Con người thân nó có 8, nó có đồ bút ly. Trong cái đồ bút ly này là đồ bút ly của thân, cho nên đồ bút ly thì được gọi là đồ bút ly nghiệp, đúng không? Có hiểu không? Cái đồ bút ly nghiệp, cái đồ bút ly nghiệp này nó có sắc thời tiết, tức là sắc tê chô đó, thì nó sinh ra một cái đòn, gọi là đòn này đòn sắc nghiệp, cái đòn sắc thời tiết do gì sanh? Do sắc nghiệp sanh, tức là nếu như cái đòn cái đòn thân này nó là F0 thì cái đòn này nó là F1, hiểu không? Rồi cái đòn thời tiết này nè, đòn thời tiết này là do sắc nghiệp sinh, đúng không? Đúng không? Rồi ở trong cái này nó có những cái đòn bút ly nữa, đúng không? Nó lại cho ra một cái đòn nữa, ta gọi nó là F2, đúng không? Phải không? Thì F2 này ta gọi nó là gì? Là đòn thời tiết do thời tiết nghiệp trợ, đúng không? Cái đòn trước đây F1 nó là đòn thời tiết do sắc nghiệp trợ, rồi F2 là đòn thời tiết do thời tiết nghiệp trợ. Có nhớ mấy thuật ngữ đâu? Quên hết rồi hả? Cho nên cứ vậy rồi nó ra cái F3 nó có thể ra tới F5 nữa, F3, F4 và F5. Thì F3 này nó cũng có đồ thời tiết lên, sanh lên, đúng không? Mà đồ thời tiết sanh lên này nó được gọi là gì? Là thời tiết do thời tiết nghiệp sinh ra. Ở F2 này cũng là thời tiết do thời tiết nghiệp sinh ra. Cái đòn nghiệp này nè, cái đòn bức đi nghiệp này nó gọi là F0, đúng không? Phải chưa? Rồi thì F0 để cho ra F1 này, đúng không? Thì F1 này gọi là đòn thời tiết do sắc nghiệp sanh, đúng không? Được chưa? Rồi F1 cho ra F2 nên là đòn thời tiết do thời tiết nghiệp sanh. Nắm được chỗ này chưa? Thì F3 này nó cũng là đòn thời tiết nữa, đúng không? Đòn thời tiết này nó cũng tên gọi là gì? Đòn thời tiết do thời tiết nghiệp sanh. Nó cũng giống như kia thôi. Rồi F3 này cho ra F4.
nó cũng là đoàn thời tiết, do thời tiết diễn. Nó diễn tiến ba ngày cho nên tới đây có nhiều ngày nhưng mà thật sự ra nó diễn tiến tới F5 nữa. Tới đó chúng ta nên nói chuyện chấm dứt, nó không phải là chuyện đó đâu. Cho nên càng lúc mà cái này nó diễn tiến nhiều vậy đó, thì cái sát thân của hài tử đó của người đó đó, nó có tăng không? Tăng động. Nó tăng không? Mà nó tăng cái này nó diễn tiến nhiều hết á, là ảnh hưởng ở đâu? Nó thấy cái sắc nó xanh lên do cái nhân với ảnh hưởng đâu? Do cái dưỡng tốt mà cái đứa cái bé nó hấp thụ vô. Cái dưỡng tốt mà nó hấp thụ vô nhiều thì cái này nó xanh lên nhiều. Cho nên khi mà dưỡng tốt nhiều á thì cái hài tử đó chúng sanh đó nó phì nhiều lên, đúng không? Nó màu mỡ, đúng không? Thì còn mà nó không hấp thụ được thì chúng sanh đó gì khô cằn, ốm nhom nhất. Người cao lớn không cũng do cái này nè, lùn thấp cũng do cái này nè. Rõ ràng những người Việt Nam không bao giờ mà cao mạnh bằng người Tây phương hết. Nhưng mà đến cái giai đoạn đó là cái giảm, thấy là cái những đứa bé ở Tây phương nó được nuôi dưỡng rất là tốt, đúng không? Nó phát triển rất là nhanh. Ở Việt Nam có những đứa trẻ mà nuôi dưỡng tốt nó cũng phát triển rất nhanh. Bây giờ cái ảnh hưởng của chất ô cha, bởi vì cái này nó sản sinh nhiều thì nó sẽ sắc này nó tăng trưởng. Còn mà bị suy dinh dưỡng cũng thời một đứa bé, mà nếu mà đứa bé nó sanh ở thành phố tròn của ông cháu cha vậy hả bạn, thì nó khỏe. Còn cũng là đứa bé đó mà sanh ở vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số á, thì nó không bao giờ nó phát triển lớn được, bởi vì người ta gọi nó là bị suy dinh dưỡng á. Ở thành phố thì nó khác, mà nó ở cái vùng quê dĩ nhiên nó không phải là hoàn toàn vậy, nhưng mà có một cái số thường là nó phần đông nó là như vậy thôi. Dĩ nhiên đôi nước cũng có những cái trường hợp đột phá không, nó không hẳn là hoàn toàn như vậy, nhưng mà chúng ta nắm bắt được cái phần đông nó là như vậy. Thì bây giờ chúng ta mới giải cái công việc là chúng ta sẽ khảo sát. Vậy thì cái sắc nghiệp sanh lên đây nè, nó là sanh trụ diệt, đây là sắc nghiệp. Sắc nghiệp mà không biết đoàn thân, đoàn tính hay đoàn khí vật gì không biết, chúng ta gọi chung nó là sắc nghiệp đi. Sắc nghiệp sanh lên ở đây thì sắc thời tiết do nghiệp sanh, nó sanh ở chỗ nào? Sắc, đúng rồi, sắc nghiệp sanh lên vào cái tiểu sắc na sanh tâm sinh, đúng không? Vậy thì sắc thời tiết do nghiệp sanh nó sanh ở sắc na nào? Sắc na trụ tâm sinh, đúng không? Có nghĩa rằng là nó sẽ sanh sao sắc nghiệp một sắc na. Hiểu chỗ này chưa? Rồi cái đây là F1 đó. F2 nó sanh lên vào cái tiểu sắc na nào? Nếu ta lấy tâm thực sinh F2 được gọi như thế nào? Là sắc thời tiết do thời tiết nghiệp. Sắc thời tiết phải điểm cho nó trước, sắc thời tiết rồi nói cái duyên của nó. Sắc thời tiết do thời tiết nghiệp sanh. Còn cái F1 bởi vì là sắc của sắc thời tiết do sắc nghiệp sanh.
Nó là F1, F2 là gì? Là sắc thời tiết. Do sắc thời tiết nghiệp cơ. Trước tiên chúng ta điểm danh nó là cái loại gì nữa, rồi sau đó chúng ta nói cái duyên của nó. Thì nó rất là chính xác. Cái sắc F0 được gọi là sắc nghiệp, đúng không? Thấy chưa? Rồi sắc F1 là điểm danh nó trước, nó là sắc thời tiết do sắc nghiệp sanh. Rồi F2 điểm danh nó trước, nó là sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp sanh. Nó có gì đâu khó đâu, nó cũng là đơn giản vậy được. Như vậy thì sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp sanh, nó sẽ sanh vào tiểu sắc na thứ mấy rõ tâm từ sanh? Nó sanh vào tiểu sắc na diệt của tâm tục, tức là nó sanh sao sắc thời tiết do sắc nghiệp sanh một sắc na. Vì nó sanh sao một sắc na cho nên nó được tính danh là sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp sanh. Rối nữa, rối mấy cái tên nữa, không cái gì rối á. Trước tiên định danh cái tên đó, định danh trước cái tên đó, rồi sau đó nói cái duyên của nó sanh lên. Ví dụ như đầu tiên nó là sắc nghiệp là đúng không? Rồi cái thứ hai nó điểm danh cho nó phải là sắc thời tiết, sắc thời tiết do sắc nghiệp sanh. Rồi cái thứ ba là sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp sanh. Nó đâu có gì đâu khó đâu. Thôi rối lên cho, nhưng mà điểm danh nó trước, rồi sau đó cái cụm sau là nói duyên sanh của nó từ đâu sanh lên, cứ vậy thôi. Nó cũng không phải là khó đâu. Như vậy thì sắc thời tiết do thời tiết nghiệp sanh lên á, do thời tiết của sắc nghiệp sanh lên á, nó sao sắc thời tiết do sắc nghiệp sanh lên, đúng không? Một tiểu sắc na đó là cái quy tắc. Tức là đầu tiên chúng ta lấy cái là F0 thì nó cho ra F1 đúng không? F1 cho ra F2 đúng không? Thì F1 nó kém cái F0 một tiểu sắc na, nó sanh sao một tiểu sắc na, đúng chưa? Rồi F2 này nó sanh sao tiểu F1 một tiểu sắc na, đúng không? Thì cứ vậy mà cái lần lượt chúng ta đi vậy thôi. Cái nguyên tắc nó là như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ gắn nè, giờ sắc thời tiết do sắc nghiệp ở quyền sanh chấm. Về sắc thời tiết do sắc nghiệp mạng nguyện sanh, bảy sinh sao sắc mạng nguyện một sát na tiểu. Đây. Sinh sao sắc mạng nguyện một sát na tiểu chấm. Như vậy sắc thời tiết do sắc nghiệp làm duyên, hay nghiệp sanh đó, sắc thời tiết do sắc nghiệp làm duyên. Cầm má chá, cầm má tập chá. Ủa tôi chá rồi bà. Diễn tiến sanh lên sắc nghiệp mạng quyền như sau. Đây chúng ta sẽ có đây. Đây chúng ta sẽ có là bộ phần thứ nhất. Đây sanh trụ nghiệp. Ngay ở sắc na sanh này nó sẽ có là 153
nó bằng là 154. Ở đây nó sẽ có là 153 cộng 1 cộng 1 bằng 155. Tới đây đủ chưa? Chưa, nãy giờ đang khảo sát tới là sắc thời tiết do sắc nghiệp sanh. Cho nên sắc thời tiết do sắc nghiệp sanh nó sanh sao cái sắc nghiệp một sắc na, đúng không? Như ở đây là nó bắt đầu sanh lên rồi, đúng không? À, thì 155 này nè, giờ chúng ta không làm một cái rối nữa, chúng ta sẽ lấy làm rõ nó 155. Ở đây 155 là sắc nghiệp, đúng không? 155 này là cái số của sắc nghiệp, đúng không? Phải chưa? Nè, trong 155 sắc nghiệp thì ở chỗ này nó có một cái đoàn gọi là sắc thời tiết do nghiệp sanh nữa, đúng không? Vậy thì nó cộng 1 nữa, phải chưa? Vậy tới đây nó có là 150. Rồi sao? Trong 156 đó, trong 156 chúng ta lấy ra, trong 156 này chúng ta sẽ lấy ra 153 là bình, là cái đồ bình số rồi, phải chưa? Như vậy nó cộng thêm hai đồ, hai là sắc nghiệp mạng quyền, đúng không? Phải không? Đúng không? Rồi cộng cho 1 là sắc thời tiết do sắc nghiệp sanh, đúng không? Cái số 156 này đó nó gọi là gì? Thứ nhất là 153 cái bình số chúng ta để ra rồi, nhưng mà nếu mà sắc mạng quyền nó sanh lên ở sắc na sanh này, đúng chưa? Đoàn mạng quyền sanh lên ở sắc na sanh này, đúng không? Thì qua sắc na trụ này, đoàn mạng quyền này nó mấy đoàn rồi? Nó là hai đoàn, tới một điểm sắc na sanh lên một đoàn thì tới đây nó là hai đoàn, hai đoàn cộng vô 153 nó trở thành là 155 rồi, đúng không? Nhưng mà ở chỗ này nè, ngoài cái đoàn mạng quyền, đoàn sắc nghiệp mạng quyền sanh lên, nó có thêm một cái đoàn nữa là do cái này nên nó sinh sản ra. Cái đoàn này được gọi là sắc thời tiết do sắc nghiệp sanh, thêm một đồ nữa, không phải không? Vậy cộng vô thì nó trở thành là 156. Rồi tới sát na diệt, là sát na diệt thì nó sẽ có, trước đây chúng ta sẽ có gì, chúng ta sẽ gọi một cái biểu thức, có trước tiên là chúng ta có 153 rồi mình số, đúng không? Phải chưa? Rồi tới đây chúng ta sẽ có cái phần sắc nghiệp này, nó cộng thêm ba đồ sắc nghiệp mạng quyền, đúng không? Sắc mạng quyền, đúng không? Đúng không? Nếu mà ở chỗ này nè, ở chỗ này à, thì lấy nó cộng một, nó chỗ này nó cộng một, nhưng tới đây nó cộng được là hai sắc thời tiết do sắc nghiệp sanh, đúng không? Đúng không? Nhưng mà tới đây cái anh chàng này nó sanh ra thêm một đoàn nữa. Cái đoàn này được gọi là đoàn sắc thời tiết do thời tiết nghiệp sanh, đúng không? Vậy nó thêm một đoàn nữa là sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp sanh. Thì tổng cộng ở đây chúng ta sẽ thấy là nó có là 100 mấy, 33 đây đã liệt kê ra vậy, giờ chỉ là một cái tất cộng thôi. 53 cộng 3 là 56, cộng 2 là 50, 58 cộng 1 nữa là 150. Chúng ta liệt kê ra như vậy rồi. Còn như vậy sao đó, tới sao hai sắc na này đó, hai sắc na này có một bộ sinh lên,
Rồi sát na này nó có hai bọn sanh lên, cứ vậy mà tiếp tục tiếp tục liên tục như vậy. À. Rồi cho đến khi sắc mãn nguyện bình số là bao nhiêu? Sắc mãn nguyện bình số là bao nhiêu? Hỏi sắc mãn nguyện bình số là bao nhiêu? Xin hỏi sắc mãn nguyện bình số chứ đâu có hỏi sắc nghiệp đâu. Thì 51 đúng không? Bây giờ sắc mãn nguyện bình số là 51. Rồi. Sắc. Rồi tiếp. Do sắc nghiệp sanh bình số là bao nhiêu? 51. Nó cũng 51. Đúng không? Rồi sắc thời tiết. Do sắc thời tiết nghiệp là bao nhiêu? Mình rõ là bao nhiêu? 51. Tới đây đồng ý chưa? Đồng ý chưa? Như vậy khi những cái sắc này bình số, khi tất cả những sắc bình số thì cái bình số của những sắc này là bao nhiêu? 153. Trước tiên chúng ta lấy cái ba cái đầu kia là 153 đúng không? Đúng chưa? Rồi cộng cho 51 đầu mãn nguyện đúng không? Rồi cộng cho 51 đầu sắc thời tiết do sắc nghiệp sanh. Rồi cộng luôn cho 51 sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp sanh, để tổng cộng là bao nhiêu? 3 5 6 15 20 25 30 306. Chấm. Như vậy diễn tiến cho đến khi chấm đi. Như vậy diễn tiến cho đến khi sắc nghiệp mãn nguyện có 51 đòn là bình số. Sắc nghiệp mãn nguyện bình số là 51. Là 51 đòn. Chấm phẩy. Sắc thời tiết do sắc nghiệp làm duyên. Sắc thời tiết do sắc nghiệp làm duyên. Bình số là 51 đòn. Và sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp làm duyên. Bình số là 51 đồng.
Điều chấm số 8 này, điều đáng lưu ý. Điều đáng lưu ý là sắc thời tiết do sắc nghiệp động duyên. Sanh sao sắc nghiệp. Một, tiểu sanh nam. Chấm phẩy. Đoàn sắc thời tiết do thời tiết nghiệp làm duyên. Sanh sao sắc thời tiết do sắc nghiệp làm duyên. Một, sắc là thiểu. Chấm. Như vậy khi đoàn mãn nguyện sanh lên, và các sắc bình số được tất cả là, đây là nhiều 306 rồi đúng không? Sắc
Rồi sách mình biết. Do sắc thời tiết nghiệp sanh. Rồi, ghi chú. Anh cắm tiếp nữa nha, tiếp nữa nha. Ở dưới ngồi, có thấy dưới không? Ở dưới đâu thấy nè, không? Thấy không? Rồi, bây giờ cái số thứ tự 1, 2, 3. Đây là phụ phần thứ nhất, ở sách na xanh, nó sẽ có là gì? Trước tiên chúng ta sẽ điểm cái bình số trước là 153 đúng không? Cộng cho một đoàn sắc nghiệp sanh lên đúng không? Một đoàn sắc lượng nghiệp mới sanh lên đúng không? Nghĩa ở cái tiểu sắc na sanh, tổ có phần thứ nhất. Nãy giờ giảng rồi đúng không? Qua tới sắc na trụ thì nó là 153 cộng cho 2 đúng không? Nữa cái này nghiệp cũng là 153 cộng cho 3 đúng không? Như vậy ở đây chúng ta sẽ có gì là 154, 1, 50, 5, 1, 56. Đúng chưa? Đúng chưa? Tới đây nó lại thêm thanh nữa thì là 153 cộng cho 4 bằng 157, 153 cộng cho 5 bằng 158, 153 cộng 6 bằng 159. Qua cái
sanh đó là 153 cộng cho 7 là 160, 153 cộng cho 8 đó là 161, 153 cộng cho 9 đó là 160. Nói là chúng ta đã nói về cái đoạn sắc nghiệp khi có sắc mãn quyền sanh vô thì số lượng này nó tăng lên dần như vậy, nắm được không? Rồi bây giờ cái sắc thời tiết cho sắc nghiệp sanh, nó sanh sau cái này một sắc na đúng không, nó sanh ra cái sắc nghiệp ấy, là một sắc na, thì nó sanh vào ở chỗ nào đây? Thì ngay ở chỗ này nó cái đòn cái sắc thời tiết cũ của nó đó, sắc thời tiết của ba cái đòn cũ của nó đó, cái đòn thân, đòn tính và đòn ý vật, ba cái đòn cũ của nó đó, nó chưa cái đòn thời tiết mà do cái ba cái đòn cũ sanh lên nó chưa có tăng thêm nữa đúng không, nó vẫn còn là 153. Bây giờ cái F0 nó là đoàn sắc nghiệp rồi đúng không? Mà cái đoàn sắc nghiệp trước này nó là 153. Thì cái đoàn mà sắc thời tiết do sắc nghiệp này sanh á, sau khi nó bình số cũng 153 đúng không? Mà tới cái sắc na sanh này á, nó chưa sanh lên được. Bởi vì cái thằng sắc năng quyền nó mới vừa sanh lên à. Cái đoàn sắc nghiệp năng quyền mới vừa sanh lên thôi, nó chưa thể sanh ra được là sắc thời tiết do sắc mạng quyền sanh. Đây sắc mạng quyền mới vừa sanh lên, thì cái sắc thời tiết do sắc mạng quyền sanh lên nó chưa sanh lên đúng không? Thì ở giai đoạn này nó mới cũng chỉ còn 153 thôi. Nếu mà qua sắc tới cái sắc ma trụ đây nè, sắc ma trụ này, tức là cái sắc ma sanh chỗ tâm của phần tiết á, thì đoàn sắc nghiệp, đoàn sắc thời tiết do sắc nghiệp sanh á, nó chưa sanh lên được. Và lúc đó chỉ là bình số của 153 này là bình số của ba đoàn sắc nghiệp sinh trước đây thôi bạn ơi. Thì cái sắc na sanh của tâm bộ phần thứ nhất này, thì cái đoàn sắc mạng quyền mới vừa sanh lên đúng không? Thì nó đâu có thể tạo ra được đoàn sắc thời tiết do sắc mạng quyền sanh lên đâu. Thì sắc mạng quyền mới vừa sanh lên mà, thì làm sao nó tạo ra được cái sắc thời tiết do sắc mạng quyền sanh lên, hiểu không nha? Thì vậy cái bình số này vẫn 153, rồi giờ tới đây nè, tới sắc ma trụ nè, thì cái anh chàng này sanh lên nè, nó mới sanh ra một đoàn thời tiết do thờ sắc thời tiết mạng quyền sanh lên. Xin lỗi, tới đây cái anh chàng này là mới sanh lên một đoàn. Cái đoạn này được mang tên gọi gì là sắc thời tiết do sắc nghiệp mạng quyền sanh, tức là tới đây mới nó mới là F1 được, còn cái này là F0 nó chưa sanh ra được mà. Cái tiêu đề sư là do sắc nghiệp hay là sắc mạng quyền cho sắc nghiệp mạng quyền. Bây giờ cái bản này đang nói sắc mạng quyền sanh lên đúng không? Mà sắc mạng quyền phải là sắc nghiệp không? Dạ. Sắc nghiệp này có phải hai loại, một loại nó đã có trước không? Dạ. Bây giờ đang nói là cái sắc mạng quyền nó sanh lên. Là cái sắc mạng quyền này, sắc mạng quyền mới, sắc nghiệp mới đúng không? Không lắm được hả? Lắm được. Bây giờ nè, cái ba đoàn sắc nghiệp cùng sinh. Đó là cái nghiệp cùng sinh đúng không? Mình cũ á thì nó bình số là 153 đúng không? Đúng không? À. Rồi bây giờ cái sắc na sanh cỏ tâm của phần thứ nhất này, một đoàn sắc mạng quyền mới sanh lên. Mà đoàn sắc mạng quyền này cũng phải là đoàn sắc nghiệp không? Đúng không? Lúc cộng vô đúng không? Nó đây hiểu chưa? Nè. Thì bây giờ cái ba cái đoàn sắc nghiệp cái ba cái đoàn sắc nghiệp cùng sinh này đó
Nếu giờ chúng ta biểu diễn bằng một cái tâm phục sinh thì cái này sanh nè, cái này trụ nè, thì vào sát na trụ này phải ba cái đoàn sắc nghiệp phục sinh này nó tạo ra một cái đoàn gọi là sắc thời tiết nghiệp sanh lên không? Đoàn sắc thời tiết do thời tiết nghiệp sanh lên không? Tôi quay trở lại mình tự nhớ hết chứ. Bây giờ mở chỗ này đi, trở lại cái giai đoạn đầu đi. Bây giờ ở cái sát na trụ sinh này có ba đoàn sắc nghiệp đúng không? Đúng không? Thì ngay sát na sanh này có ba đoàn sắc nghiệp là đúng không? Nhưng mà qua sát na trụ này nè, ba đoàn sắc nghiệp nữa sanh lên ba đoàn đã thành. Đã thành rồi. Nhưng mà trong cái ba đoàn này nó lại sinh lên ba đoàn thời tiết do nghiệp, do sắc nghiệp sanh, được không? Được không? Cái được không? Và đến khi ba đoàn thời tiết do sắc nghiệp sanh này nó bình số cũng là 153 đoàn đúng không? Có phải vậy không? Nắm được cái mô thức này chưa? Bây giờ với cái sắc na hữu phần này, hữu phần này khoan nói tới 153 cổ, đang nói tới. Bây giờ chị nói tới một cái tràng đoàn ấy sắc na xanh này, có một đoàn mạng nguyệt sanh lên đúng không? Sau đó mình mới cộng vô 153 kia. Bây giờ mình chỉ nói là một cái tràng sắc mạng nguyệt này rồi sanh lên thôi. Mới đây cái mạng nguyệt này, cái đoàn mạng nguyệt này được gọi là sắc gì? Cái đoàn mạng nguyệt này được gọi là sắc gì? Nó là sắc nghiệp đúng không? Phải là sắc nghiệp không? Thì qua đến cái sắc na trụ này, sắc na trụ này thì một cái đoàn sắc nghiệp sanh lên, nó cũng giống như vậy, một đoàn sắc năng nguyệt sanh lên đúng không? Nhưng mà trong cái đoàn sắc nghiệp này nè, cái nghiệp đầu tiên này nè, nó mạnh rồi đúng không? Nó mới cho thêm một cái đoàn, nó sanh ra một đoàn nữa. Một đoàn này được gọi là gì? Sắc thời tiết do sắc nghiệp mạng nguyệt sanh đúng không? Sắc nghiệp mạng nguyệt hay sắc mạng nguyệt cũng vậy thôi. Đó này hiểu chưa? Giờ tạm thời tách ba cái đoạn kia để quan bơ đi, nó là bình an vô sự là cái thể nó như vậy. Giờ khảo sát cái anh chàng mới sanh lên nó như thế thôi. Thì ngay cái sắc na trụ thì cái anh chàng này nè, sắc na trụ này nó sinh ra một cái chàng này, nó sinh nữa một đoàn đúng chưa? Nhưng mà riêng anh này nè, riêng anh đầu tiên này là nó sinh ra một đoàn, sinh ra một đoàn đâu đây, được gọi ta tên là gì? Sắc thời, phải sắc thời tiết không? Do sắc nghiệp mạng nguyện sinh đúng không? Vậy nó sanh ra từ sắc nghiệp mạng nguyện này mà. Nó sanh ra vậy rồi. Vì ở chỗ này chúng ta thấy ở đây nó cho ra một đoàn, đây nó cho ra một đoàn. Thì ở giai đoạn này cái đoàn sắc thời tiết mạng nguyện do mạng nguyện sanh lên nó có mặt chưa? Có rồi. Ở đâu? Ở sắc na sanh này nó có chưa? Nó chỉ sắc na sanh mà cái nó thấy nó đủ rồi. Ở sắc na sanh có chưa? Chưa đúng không? Như vậy thì nó chưa thì nó có bình số cũ của nó là 153 hay rồi. Có gì đâu mà khó hiểu. Bây giờ mình qua tới sắc na trụ nè, thì anh chàng thiếu thì mới sanh ra một đoàn đúng không? Phải chưa? Thì bây giờ ở đây nó trước đây nó có 153 là đúng không? Nên chú ý chỗ này nè, sắc thời tiết cho sắc nghiệp sanh nè. Mà sắc thời tiết cho sắc nghiệp sanh nó bình số nó 153 rồi đúng không? Bây giờ lấy 153 này nó thêm một đoàn của do sắc, cũng là sắc nghiệp mà sắc nghiệp mạng quyền, chứ không phải là sắc nghiệp thân, sắc nghiệp ý vợ hay sắc nghiệp bánh xanh.
sắc nghiệp thân, sắc nghiệp tánh, sắc nghiệp ý vật sanh, nó là bình số 153 từ lâu rồi, phải chưa? Bây giờ đang nói tới sắc thời tiết do sắc mạng quyền sanh lên. Để nó có thấy cộng thêm một đoạn không? Dạ. Phải không? Vậy thì nó sẽ có là 154 đúng không? Nếu vậy chúng ta so sánh hôm nay thì nó chậm hơn cái đoạn sắc nghiệp là một sắc năng tiểu. Dạ. Chậm hơn đoạn sắc năng tiểu một cái thôi chứ có gì đâu. Rồi tiếp theo nữa cái sắc na diệt nó cũng lấy một số 151 của nó, 153 nó với cộng là 2 đầu rồi cái căn cứ ở đây nó mất đi một đầu, thiếu đi chậm đi một đầu thôi chứ không có gì hết. Thì nó cộng nó là 150 nó, tức là cái sắc này nó kéo sắc này một đòn đúng không? Cái đòn bần thứ hai này tức là ở đây chúng ta cho là F0, ở đây cho là F1. Cái F1 nó kém F0 một đòn đúng không? Cứ mỗi tiểu sắc năng kém một đòn cho đến khi nào nó bình số thôi. Có hiểu không? Như vậy thì là 155 từ đây đừng lấy được trừ thôi, 153 cộng 3 là 156. 153 cộng 4 là 157, 158, 159, 160. Cái nó này trừ 1 rồi, nó này trừ 1 thôi. Rồi 161. Chúng ta qua tới cái F2 thì chúng ta thấy F2 nó sinh ra từ F1 đúng không? Đây là F1 thì F2 sinh ra từ F1 đúng không? Vậy thì nó trễ hơn F1 một sắc na đúng không? Tiểu sắc na. Như vậy thì ở đây nó là 153 thì ở đây nó cũng là 153 rồi đúng không? Thấy chưa? Và tới đây cái F2 này nó sinh ra chưa? Tới đây F2 này sinh ra chưa? Dạ chưa. Chưa. Thì ở đây nó chỉ còn 153 đúng không? Dạ. Phải không? Dạ. Nè, thì tới đây F2 sinh ra chưa? Dạ. Rồi. Tới đây F2 mới bắt đầu sinh lên đúng không? Dạ. Như vậy thì ở đây 155 thì nó phải kém hơn này một sắc na, một sắc na tiểu thôi. Thì cái căn cứ vào đây mình đẩy qua thì nó sẽ là 153. Trừ 1 đâu? Cộng đúng không? Cộng sanh mà nó sanh đi. Có gì sanh lên sao trừ? Có gì sanh lên cộng vô. Trừ là cả mình nhảy bén mình nhìn vô vậy thôi. Đừng nguyên tắc của nó là nó mới sanh lên phải cộng vô sao trừ. Như vậy thì ngó vào đây thì nó là 153 cộng 2 đúng không? Nó ra 150. Lấy cái số này từ 1 thôi. Nè, 153 cộng cho 3 bằng 156. À, 153 cộng cho 5 thì nó là 150. Ủa, 157 vậy hả? Cộng cho 4 157. À, 153 159 16 60. Bây giờ tiếp theo nữa tự sẽ tiếp theo nữa đó, giờ nó lên đây ta sắc na nào, sắc na số 17, 18 này thì chúng ta cái giữ nguyên đó thì chỉ bôi cho chính giữa thôi, không chỉ bài đây 17 bên 18 18 thôi, 19 thì giống nhau thôi. Đây là hữu phần 17.
rồi có phần 19 vậy thôi. Rồi chúng ta có một phần thứ 17. Phần thứ 17 thì tính ra cái 17 thì ra 16 rồi đúng không? Mình có tay đây hộ hộ phần thứ 17 này. Là trước đó là nó trải qua 16 phần đúng không? 16 phần. Mỗi phụ phần là 3 tiểu sát na đúng không? Như vậy 16 phụ phần thì nó là bao nhiêu cái đoàn bản quyền mới sanh lên? Phải 48 không? Tại vì mỗi tiểu sát na tâm thì có một đoàn bản quyền sanh lên đúng không? Vậy 16 cái sát na tâm thì nó sẽ sinh ra là 48 đoàn mạng quyền đúng không? Một sát na tâm có 3 tiểu sát na, rồi cứ mỗi tiểu sát na thì có một đoàn mạng quyền sinh lên. Như vậy 16 cái tâm phụ phần nó bằng là nó có là 48 đoàn mạng quyền đúng không? Phải chưa? 48 đoàn mạng quyền này nó cộng cho cái số bình số trước là 153 rồi, phải không? Phải không? Cái bình số trước 153 rồi thì như vậy ở đây nó sẽ có là bao nhiêu? 1 hay 201 không? Thì tới cái sát na hữu phần thứ 16 này thì nó cái tổng số cái đoàn sắc nghiệp á mà nó là 201 đoàn đúng chưa? Như vậy thì qua sát na sanh của đoàn cái hộ phần thứ 17 sát na sanh thì nó phải cộng thêm một đoàn sắc mạng quyền sanh lên nữa đúng không? Như vậy thì ở đây nó sẽ là 202 cái bằng là nhiêu? Rồi chúng ta sẽ tính là 153 lấy cái số 153 bình số trước đây cộng cho 48 cộng 1 nữa đúng không? Đấy chưa? Thì nó bằng nhiêu? 42 là 202 đúng không? Đấy chưa? Điểm được cái số đầu tiên của tâm hữu phần thứ 17 đó là 202 rồi, từ đó mình chỉ thêm 1111 nữa đúng không? Đúng chưa? Như vậy đây là 203
204. Rồi. Tới đây phải 204 không? Hay là 205? Thêm 1 nữa là 205 đúng không? 209 bình số rồi. 204 Mạnh Sơn. 204. Phải là hai mấy? 204. Tại tới đây là cái đồ mạng quyền nó đã bình số là 51 rồi. Thì tới đây một đòn sanh lên và một đòn diệt mất. Đúng không? Như vậy thì cái cũng dẫn số là 204 đúng không? Tức là 153 cộng cho 51 rồi đòn mạng quyền bình số. Nắm được chưa? Như vậy tới đây cũng là 204 bình số mà một bộ xanh một bộ nhiệt, dù cho sát na tới ngũ phần thứ 30 nó cũng là 204, nó không có cái nào hơn nữa. Cứ mỗi sát na tiểu nó có một bộ xanh lên rồi một bọn mất đi, một bọn sẽ lên, một bọn mất đi, cứ liên tục như vậy, giống như vậy. Bây giờ chúng ta khảo sát tới sắc thời tiết này, sắc thời tiết do sắc diện xanh, tức là F1 đúng không? F1 là sắc thời tiết do sắc diện xanh, F0 là sắc nghiệp. Sắc thời tiết là sắc F1 là sắc thời tiết do sắc diện xanh đúng không? Mà sắc này nó phải kém hơn sắc này một đòn, tức là nó sau một tiểu sắc na đúng không? Để đây 202 thì nó phải là 201, cái tiếp tục là 202 203, đâu có gì có đâu. 204, ủa sao 204 à, quên 204 à. Tới đây, tới đây nó là bình số chưa? Nó bình số chưa? Ba đòn sắc nghiệp, ba đòn sắc thời tiết do sắc nghiệp xanh, ba đòn sắc thời tiết do ba đòn sắc nghiệp xanh đó là gì? Là đòn thời tiết do sắc nghiệp thân xanh, sắc nghiệp của đầu thân á xanh lên, rồi đòn thời tiết do sắc nghiệp ý vật xanh lên, đòn thời tiết do sắc tính xanh lên. Bởi vì sắc thuộc sinh có ba đòn, đòn thân, đòn nghiệp, đòn ý vật. Mỗi đòn nó tạo ra một sắc thời tiết đúng không? Thì đòn thời tiết thân gọi là đòn thời tiết do sắc thời tiết thân sinh lên. Xin lỗi, đòn thời tiết do sắc thân sinh lên, đòn thời tiết do sắc ý vật sinh lên, đòn thời tiết do sắc tính sinh lên. Mỗi đòn vậy là 51 đúng không? Ba đòn nó là 153 đúng không? Bây giờ thêm cái đòn thời tiết do sắc mạng quyền sanh lên, nó là 4 đòn. 4 đòn thì nếu mà 51 thì phải là bình số là 1 đòn bình số là bao nhiêu? 51 và 4 đòn bình số là bao nhiêu? 204. Thì tới khi mình tới 204 rồi thì bắt đầu nó bình số đúng không? Thì tới đây nó 205 được không? Cũng là 204. Thì nhìn ở đây chúng ta thấy nè, khi cái đòn sắc nghiệp với bình số 204 á, thì cái này nó còn thiếu một đòn, và nó chỉ bình số 204 sau cái đòn sắc nghiệp này một tiểu sắc nè. Bởi vì sinh sau cái này một tiểu sắc nè thì nó bình số sau một tiểu sắc nè, phải rồi, nắm được chưa? Và tương tự ở đây chúng ta thấy nè, ở đây 153, đây 153 à, thì tới đây nó bắt đầu xanh lên được đúng không? Đây 153 cộng cho nhiêu? Không có cộng gì hết, nó cũng ở đây cũng không cộng gì hết. Tới đây 153 có 48 rồi đúng không? Dạ. Trong người cũng là gần 48 rồi đúng không? 48. Nó 16 luôn mà. 16 là 200
giờ thì chưa có gì nữa. Mới cộng được không, cái kia vẫn 153. 153, 148. Vậy tới đây đó nó dẫn nó rồi cộng không, nó cộng cái đây chưa, không cộng 153, 153 nó phải cộng với, nó phải là nó tới đây, tới đây phải kém, tới đây cái đoạn này phải kém cái đoạn trước là 1 điểm sát na đúng không, họ đúng không, ở trên này nó là 201 đúng không, thì ở đây nó phải là 2 200 em tổng quân đặt nữa nè, mà ở đây là 2 thì ở đây nó sẽ là 201, rồi 2 lên đây 203 nó là 202 nè, anh lên 203 và tới đây 204, đây tới đây nó mới là bình số luôn, như những số thì còn lại chỉ là 204 hay là 4, hay là 4, cỡ nào cũng hay là 4 hết. Hay là 4 là số bình số. Bình số của nó. Số nữa. Để ghi đi. Dạ xong chưa? Rồi chúng ta qua phần số 4. Đây là cái sự phát triển của sắc nghiệp nên như vậy. Nó còn chưa một cái bảng nữa, đó là nó chưa hoàn thành nè. Nó còn 4 loại sắc thần kinh: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nữa mà chưa xuất hiện mà, đúng không? Tới tuần lễ thứ nhất. Cái nhóm thai sanh ở tuần lễ thứ nhất, tức là thai sanh hay phúc sanh, ở thai sanh hay nổ sanh á, ở tuần lễ thứ nhất nó chỉ mới có 4 đoàn sắc nghiệp thôi, mà tất cả chúng sanh á, mà đầy đủ phải là 8 đoàn sắc nghiệp, vậy nó sẽ còn thiếu 4 đoàn sắc nghiệp nữa đúng không, đúng chưa, thì chúng ta sẽ từ từ coi nó sẽ diễn tiến như thế nào, thì các ngài dạy chúng ta và luôn theo lời Đức Phật dạy. Ê, trong tập tương ưng kinh 1, biết tập này không? Biết tập này không? Ai biết về lật tâm tạng ra coi. Trong tập tương ưng kinh 1, chương tương ưng dạ xoa. Biết dạ xoa không?
Dạ so là người có uy lực. Đức Phật còn được gọi là dạ so đó. Trong bài kinh dạ so nó cá tôi có giải rồi mà. Đức Phật còn được gọi là Phật có đại uy lực, tức là đại dạ so đó. Gọi là dạ so chúa luôn á. Có giỡn đâu. Đừng tưởng là dữ dằn, không phải đâu, là bậc đại bi lực nè. Chương tương dạ xoa, dắt cá xong dứt tá. Dắt cá xong dứt tá. Kinh thiên đá cá, kinh cái chữ kinh ngưng, kinh là từ chữ xuất tinh tá đó, như vậy. Ủa sao không cho, không giao lên từ đâu? Kinh kim đá cá ký hiệu S1206. Đức Thế Tôn có giảng cho dạ so kim đá cá như sao? Đức Thế Tôn có giảng cho dạ so yên đá cá như sao? Ông này cũng có tí lắm. Đây là dạ so chư dạ so, thiên không đó. Gọi là dạ so thượng phẩm đó. Chứ không phải là hạ phẩm mới là dữ. Còn thượng phẩm là có quy lực rất lớn. Dạ so có ba hạng. Là dạ so thượng phẩm có niềm tin Phật pháp rất lớn, dạ so trung phẩm và dạ so hạ phẩm. Hạ phẩm là đó cái dạng mà đi ăn xác chết đó, ăn xác chết ở trong cái tha ma một địa đó, cũng dạ so chứ phải là quỷ. Là quỷ khác nữa, là quỷ ăn đồ dơ, ăn những nơi ở hầm cầu ở những người ta ói mửa ra. Mấy nhà quỷ rất thương mấy người uống rượu lắm. Tại mấy người uống rượu xong là ói ra ăn mấy cái đó. Hoặc là những thương những cái người mà hư thai rồi đó. Không được. Phải hư thai rồi mới có những cái nhớt nhau này kia đó, nó sẽ ăn mấy cái đó đó. Mấy người quỷ xuống ăn mấy cái đó. Ăn đồ dơ. Nhà quỷ thời gian ăn đồ dơ. Dạ so trung phẩm tức là nửa tốt nửa xấu, còn hạ phẩm là dữ dằn. Cái gì có hình nửa người nửa thú, nửa người mới nó là người thiệt nhưng mà nó không ăn á, nó nhe răng ra cái răng nào trong nấy giống như cái chuối rồi đó, mặt này nó sưng dờn á. Nó trung phẩm giống như dạ xoa lau cái cá rồi đó, nó là trung phẩm, nó ăn thịt người nó bóp ngay giống như mình ăn củ sen vậy đó. Bắt con người vô nhai giống như mình ăn củ sen vậy, ăn củ cà rốt vậy đó. Cái tưởng tượng nó ăn như vậy đó. Nguyên con người vậy đó, nắm vô cái nó đưa vô trắng cọc giống như mình cắn cái củ cà rốt vậy đó. Rồi
Bát tham ăn cá lá lăng. Bát tham ăn cá lá lăng. Trước tiên là cá lá lá. Dịch câu phía dưới đó. Bát tham ăn trước tiên. Bát tham ăn cá lá lá. Rồi. Cá lá là hồ tí ác của đành. Gọi cá lá là cá lá là hồ tí. Bản dịch tiếng Việt là từ cá lá lá. Từ cá lá lá. Sắt áp của đá xanh lên. Này. Từ cá lá lá. Từ cá lá lá này. Cá lá lá. Áp của đá xanh lên. Từ cá lá lá áp của đá thành lần. Rồi tiếp theo áp của đá cha nhân tí bê xí. Mê xí. Từ áp của đá mê xí. Mê xí coi nha, thật mềm. Từ áp của đá mê xí, mở ngoặc thật mềm. Mê xí là thật mềm đó. Được xin lên. Từ áp của đá mê xí, mở ngoặc thật mềm. Được xin lên. Rồi B xí. Nhếp bắt tì. Phân ác. Hello. Bản dịch là bê xí sinh ra cá ná. Cá ná là thật cứng. Bê xí sinh ra cá ná. Cá ná cứng. Cá nà bát sa ca trái dành đấy. Bát sa ca trái dành đấy. Cá lá sinh ra các nhánh. Cá lá sinh ra các nhánh. Rồi kê sa lô ma bóc ba bóc lầu ngấu ma kê sa. Kê sa là tóc. Lô ma lòng. Nát hà
Bi giá tóc bông nhà khác máu, tóc bông nhà khác máu. Bắt vào móng răng da, gân xương tủy thận. Giải thích số 2, giải thích. Không có răng, chưa đây không có răng. Con nít nó mới sinh ra mà còn chưa có răng nè. Làm gì trong thai bào có răng được? Lông da, móng, 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 không có móng da, tóc, lông, da, móng, tóc, da, lông. Con nít sinh ra nó có móng tay, móng chân không? Dạ có. Nó có răng không? Dạ không. Dạ không. Nó có răng mà. Dạ. Những cái người già đó, được xem như là con nít bởi vì răng trong mọc. Những người già đó xem như giống như con nít bởi vì răng trong mọc. Ai mà răng vô mọc á là nít á. Giải thích nè, sau khi phục sinh bắt tí sinh tí, sau khi phục sinh bắt tí sinh tí, trong vòng lễ đầu tiên sau khi phục sinh, trong vòng lễ đầu sinh, trong vòng lễ đầu sinh đầu tiên, thì thay vào được gọi là sắc cá la la, sắc cá la la. Hai bào được gọi là cá la la. Chấm 7. Cá la la giống như giọt dầu mè, rất trong suốt vì thế. Cá la la giống như giọt dầu mè. Dầu mè mà tôi dầu mè bây giờ là trong suốt á. Nhưng mà nó là giống như giọt dầu mà nó lăn trôi được đó. Nó không có bị tan ra mà nó vẫn cục lại. Rất là trong suốt, rất là vi tế. Chấm. Vào tuần lễ thứ hai, vào tuần lễ thứ hai. Vào tuần lễ thứ hai. Sắc cá la la. Sắc cá la la biến đổi thành sắc áp của đá, sắc áp của đá. Biến đổi thành sắc áp của đá. Vậy sắc áp của đá giống như màu nước rửa thịt. Nước rửa thịt nó hồng hồng nhạt như thế nào á, thì bây giờ cái giọt dầu mè này nó chuyển đổi nó có cái màu hồng 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 nhạt giống như là nước mà rửa thịt nha. Ta rửa thịt, nước rửa thịt như thế nào thì nó giống như vậy, giống như chất nước máu màu vợt vợt, giống như chất nước máu màu vợt vợt, nó có đậm
mà giống như kiểu mình đứt tay rồi cái mình ấy cái ta loãng ra rồi việc giờ đỏ rồi việc giờ đỏ chấm hàng đó là vào tuần lễ thứ hai. Vào tuần lễ thứ ba, vào tuần lễ thứ ba sắc áp của đá biến thành sắc đề xí. Đề xí biến thành sắc đề xí, biết đề xí không? Đề xí viết trên trên đó, ở trên đó đề xí ở phía trên đó. Áp của đá cha 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 tí áp của đá cha tí đề xí đó, đề xí phía trên đó biến thành sắc đề xí. Vậy sắc đề xí giống như chất nước thịt mềm mại, chất bê xí giống như chất nước thịt mềm mại, đúng không ạ? Giống như miếng thịt bị nghiền nát ra, giống như miếng thịt bị nghiền nát ra. Sền sệt nghiền nát ra sền sệt, nó không dám cộng ai mà nó nướng lên sền sệt như vậy. Chấm sắc vật thực, sắc vật thực sanh lên vào tuần lễ thứ hai hay thứ ba này. Sắc vật thực sanh lên vào tuần lễ thứ hai hay thứ ba này, tức là tới giai đoạn tuần lễ thứ hai từ khi thọ thai cho đến tuần lễ thứ ba thì bây giờ cái thai bào nó bắt đầu nó hấp thụ được cái sắc vật thực do mẹ nó ăn vào. Mẹ nó ăn vào thứ cay thì nó hấp thụ cay, mà thứ đắng nó hấp thụ đắng. Uống cà phê thì sau này nó đen, uống sữa thì ra này nó trắng. Bắt đầu nó hấp thụ cái vật thực cho mẹ nó ăn vào. Sắc vật thực là ahara buva, ahara buva, ahua. Sắc vật thực là ahara buva, buva. Đối với chúng sanh thấp sanh hay má sanh, a ha ra a ha ra chá vô quả, sau đó cứ mỗi tiểu sắc na
của tâm. Sau đó cứ mỗi tiểu sát na của tâm sanh lên một đoàn một thực, cho đến khi bình số. Cho đến khi mình số là 51 đoàn. Giống như sắc nghiệp sanh. Chấm số hàng. Đây là cái thời điểm sắc một tầng sanh á. Đây sắc một tầng mà nói với thấp sanh quá sanh á, nó là nó sẽ như vậy. Chúng ta sẽ biểu diễn bằng cái thâm lộ vậy thấy. Ở đây chúng ta có tâm dục sanh. Thì ngay cái sát na sanh này của thấp sanh quá sanh, ngay sát na sanh này là có đồ xuất nghiệp 7 đồ. Với sát na trụ này thì đồ mạng quyền. Như vậy thì ngay sát na tâm dục sinh có đầy đủ bộ mạng quyền. Bọn thấp sanh hay quá sanh ở cõi dục nha. Thì trải qua đây 14 cái phụ phần rồi rung động nhức dọc, thì từ đây là trở về trước về sắc vẫn còn chưa sinh lên cho cái nhóm thấp thấp sinh hay quá sanh nè. Nhưng mà phải kể từ đây, kể từ đây cái từ khai với môn này cho đến những cái năm động lực các bạn. Vì sắc động lực nó bằng xanh lên, nó bằng lên ở đây, bằng xanh lên đây. Với lệnh nên trong cái tâm lộ cuộc xanh đầu tiên, tâm lộ này gọi là tâm lộ cuộc xanh đầu tiên xanh lên. Thì sắc động lực nó sẽ xanh lên cho cái chúng xanh thấp xanh thì quả xanh ở ngay trong giai đoạn này. Thì cái chỗ này gọi 6 sắc la thôi. Nếu có na cảnh nữa thì có 2 sắc na cảnh nữa thôi. Còn thứ hai, còn chúng sanh thai sanh phải khi người mẹ dùng vật thực như cơm, nước, cháo, cháo đậu đen, cháo đậu xanh gì đó, cơm, nước, cháo, vân vân. Khi còn là sắc cái la lá, còn đối chúng sanh hay sanh, khi người mẹ dùng quả thực như cơm, nước, cháo, vân vân. Khi còn là sắc cá la lá, giống như giọt dầu mè trong suốt, thì sắc vật thực không thể lan tỏa đến được, tức là không thể lan tỏa thấm vào được, bởi vì nó là một cái cách nghiệp dầu vậy thôi. Cho nên sắc vật thực không thể lan tỏa thấm vào được. Thứ bảy, khi đến tuần lễ thứ hai, thì sắc ca la lá biến đổi thành sắc áp của đá. Có hình dáng như bọt nước có màu hồng rực rỡ.
chấm phải. Mặc vào tuần lễ thứ ba. Nó qua là ngủ ngủ vào tuần lễ thứ ba. Mặc vào tuần lễ thứ ba. Sắc ấp của đá biến đổi. Sắc ấp của đá biến đổi thành sắc bê xí. Biến đổi thành sắc bê xí. Giống như chất nước thịt. Giống như chất nước thịt được tán nhuyễn ra. Tán nhuyễn ra có màu đỏ mềm mại. Không phải. Bây giờ sắc quả thực đúng không ạ, là dưỡng tố ô cha. Do người mẹ ăn vào có thể lan tỏa thấm vào sắc ấp bú đá hay sắc bê xí. Lan bỏ thấm vào sắc ấp bú đá hay bê xí. Chấm. Và sắc quả thực thấm vào thay vào được sanh lên. Chẳng phải sau đó cứ mỗi tiểu sắc na có một đòn sắc thực sanh lên. Cho đến khi được 51 đòn sắc một tầng. Cho đến khi được 51 đòn sắc một tầng. Gọi là bình số. Hà ca